Alo, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp một vòng game ha. Mỗi lần chơi là cái mã thay đổi, một cái màn nó lại khác ha. Giờ mình cứ random rồi mình chọn lại rồi nó sẽ đi màn gì, không biết có giống nhau không. Có vẻ này hơi khác rồi, cái này không có sương mù. Nhưng mà cái này có người tuyết à. Mình đang nâng bơm nổ à. Tóm lại là cái cấp độ thì nó chỉ cho kiểu như hai cái skill nó mát thôi ha. Chứ nếu mình nâng qua kêu thứ ba sẽ có hai kêu nó không mát được. Đó là cái giới hạn của cái game rồi. Một thanh niên chạy ra. Cái whirlwind này là ngon nhất mình thấy được. Giờ cái lát mình được biến á. Này Holy skill máu hồi. Cái lát cũng hồi máu luôn. Này slow enemy. Cái này tăng magic tắc nè, cao đao cho 30% nè. Singer game reputation. Lancer Warrior, bây giờ mình sẽ chơi thử cái lát Singer. Lát này là chuyên về phép rồi. Mình lấy xong cái lát mình biến thành phép luôn. Bây giờ mình đã mát được cái chiều ném bóng điện. Chiều boss gà. Cái này phép làm chậm cái địch. Còn cá nó nhảy lên. Giờ mình có thêm một cái lát magic nữa nè. Có dạng hai đốt cháy kẻ thù hả? Lấy thử cái lát magic rồi nó ra lát gì. Lá này chọi lửa. Đánh nó hơi khó bị dính nè.
pháp sư đánh diện rộng thì nhưng mà nó khó đánh dính cái kỹ năng. Chưa đánh diện rộng thì nó hơi lâu. Mệt. Hết luôn. Khi đó mình không đánh giá nó mạnh thì nó cái con cá gì xuất hiện bất kỳ cái lỗ nào thôi, không đánh chính xác chùm được. Chưa hồi cây. Rồi cây tiếp nha. Rồi nâng cấp cái quơ cánh nè. Đi vừa gặp ngay cái lát này khó. Wisdom với phe đang cùng với cái lát của mình luôn. Làm phép 50. Người bị bóp vòng thì không có cái kỹ năng mà để đánh ngoài vòng ha. Gà cũng hơi nguy hiểm, dễ đai lắm. Địa hình càng phức tạp mình dễ bị kẹt á, bị nó cho gây sát thương nữa chứ.
nhưng một cái luôn thì nó lại mạnh, đam từ 100% lên 250. Tám mươi phần trăm đam lên 400% luôn, từ 150 lên 400% đam. Chị hỏi được 3 con. Phép này nhiều dữ. Mình nâng cái skill hiện có nha. Không có nâng cái skill kiếm vàng làm gì, mình cũng đâu có xài vàng nữa. Ủa, yêu quái một mắt ra nữa kìa. Mát 3. Năm trăm gớt máu, mình không lấy thì mình lấy cái skill này quá. Người xung quanh thằng hướng không mất máu, skill nó xuất hiện khi level 22-23 mới có. Đánh nó lâu quá dẫn đến boss nó ra nếm. Được mấy hạt giống đó, khả năng cho mình reroll mấy cái skill không muốn. Nâng cấp tiếp. Đổi nhân vật nào. Chị hồi quái đánh ké. Trời, nó ép cái này sao mà đi trời.
không có đường đi luôn. Xây dựng nhân vật mà không có nhân vật nào hồi máu thì thọt lắm nha. Rồi cái lát nào. Lát chuyển lửa. Trời nó ép vô góc ở giữa luôn. Chắc đài quá. Cái kỳ này phân phối cái lát này nó không có mạnh cho lắm. Bot gai nhiều quá ta. Cái con này nó kháng phép gì? Cái tương lai của nó lại yêu quái mà kiểu như nó kháng phép hoặc là kháng vật lý ha. Nên nó đang ép góc mình. Boss cấp 1 chưa xong nữa, giờ ra tiếp boss cấp 2. Bị kẹt luôn rồi. Skill này và khả năng đánh nó hơi yếu quá. Phép thì đánh rộng thì nhưng mà nó xuất skill ra lâu quá. Chắc khó trụ lâu. Quá mạnh quá. Stack. Tính ra cái skill nổ bom cũng không có ngon lắm. Nếu mà unlock skill chắc né skill này ra không ngon. Thì mở mới unlock cái skill mà nó yếu quá. Hết giờ. Nó làm tốn cho cái khung nâng cấp của mình. Như cái này nâng được có 2 lần tạch luôn. Như cùng loại cái skill như vật đó mạnh. Giờ mình đổi đi một cái server khác ha.
giống như là băng, sa mạc băng với rừng cây chắc có 3 màn, tại mình đi lặp lại màn băng nhưng mà ít ra không có sương mù. Mình nghĩ chắc bản demo nó không, họ làm cũng có 3 màn. Giờ này bùa vật lý ha. Con bơm nổ dở quá, còn thuộc mấy cái phóng dao này nữa. Giờ có lý hơn. Lát mới gia nhập. Chị vẫn cung à. Có vẻ là những cái bộ mà nó cùng á thì nó mạnh hơn. Vinh ở đây chơi nó có vẻ giống giống nhau nhưng mà nó tăng rosette thì phải. Gold nó đi rồi mà không có còn không ngon. Last gen à. Cũng không, không giống giống nhau cho lắm mà hơi kệ. Có đồ đánh, tốc độ diễn chuyển. Lại tới mình có chơi, chắc chơi melee nữa. Vàng đi rồi. Khi nó không ra cái skill mình muốn ha. Cái lát này nó cùng giống với một cái lát mình đang có, hai cái lát giống giống nhau nè. Rồi lời không biết.
Melee chỉ có cái nhân vật này ha. Melee chỉ có hai cái nhân vật thôi, còn cái lát này nó có tính 6 cái tùy chọn giống, có vẻ là tùy chọn giống cái này thì nó mới hiệu quả. Nó lên lên cấp rồi. Lấy skill mà giống như cái skill hero này có trong này mình sẽ được cái mạnh nè. Như nó có cái chỉ số trong đây thôi. Dồn sát thương cận chiến vô nó mạnh nhất hơn, nó có thể hạ con chùm đi rất nhanh luôn, không tốn nhiều thời gian để cao đao. Skill nó cũng không có nhiều, biết giống cái skill mình cần cũng hơi khó, không có. Lâm được hạt giống.
Không phải kiểu nào nó cũng phù hợp á. Mình lấy đại đi. Kiếm thủ bộ skill những hero này có những cái này mình thấy hơi khó, tại vì nó khóa trong bản demo rồi, nó không có mở. Nếu cái hoạt khoan là nó có trong hero, nó sẽ có hình cái dương miệng ha. Tương ứng với skill của hero đó, chắc không sẽ mạnh hơn. Tăng 10% nè. Tóm lại có thể biến tăng cấp thành một cái class cao hơn, mạnh hơn, nhưng mà vấn đề phải lấy đủ 3 bộ skill của nhân vật đó. Trong cái thời gian giới hạn bản demo này chắc mình cũng không có nâng cấp lên được cao hơn. Chứ mình hiện tại chắc mình có thể hạ nó nhanh. Tiêu diệt cái địch triệu hồi cây. Dồn đam mình có thể hạ được con này nhanh. Quay đều nè. Skill của lát luôn nha. Còn cái skill này là chắc không có. Như này chắc không có.
Theo mình thấy là ở đây có đến 7 slot hero nữa thôi, chắc đội hình đến 7 con. Quay búa tiếp. Mình có 9 hạt giống luôn nè. Đi đi rồi thoải mái. Mười hạt luôn nè. Vàng để đi rồi. Lấy skill ngon nhất có thể. Cái skill này tương đương với 2 lát đầu. Đánh melee. Cái này giống như boss nhỏ. Này là của cái lát đấu sĩ tay không đó. Điều mà gom hết thì nó hơi bị khó, không có đủ. Mấy người mua chắc chỉ cho cái chiến binh nè, cơ bản nhất thì nó có đủ bộ skill. Sư đi qua thả đợi tạo lính mạnh ha. Cái lần mua đông thì phải có quay ghiều xoay quanh các kiểu à, không chịu nổi tụi nó. Con ma pháp sư này ghê thiệt chứ, hồi máu quá trời mà. Ba hạt giống để quay rồi. Mát. Xoay mà đánh nó không tiến lại gần mình được luôn.
Shuriken nè, Shadow Ladder, mùi búa nè. Bây giờ cấp này nó lên nhanh nên bây giờ có nhiều cái skill mới được mở ra. Đánh nhanh mạnh lên cấp cũng lẹ. Rồi mình lên cấp nó lẹ chứ thật ra mình chỉ được có 15 phút chơi. Gồng hai đầu. Cái này thì có 3 lát luôn. Cái này cũng 3 lát. Nhưng mà cái này, cái đam này, cái này to hơn cái Shuriken. Mình có hạ con này trước khi hết giờ không ta? Khó à. Hạ nó chưa khi hết giờ. Người quái mới gây quái chuột kiểu. Người đá gì. Mùi chim cái gì lâm ra. Hết giờ. Thôi chơi 15 phút mà. Nghe nó demo chơi kỳ quá. Chơi gì không đã. Này có 4 độ khó. Số lần đai nữa nè. Một số nhân vật thì nó không có đủ 3 kỹ năng. Khi giáp được nhân vật có 3 kỹ năng thì phải nâng cấp cái nhân vật nó lên được cấp 3. Mạnh hơn và tối đa đến 7 nhân vật. Này là chịu hồi. Rồi, hình như cái game này mình chơi tới đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha.